Xin chào các bạn, hôm nay Tiêu tiếp tục giải cứu được vài em rái cá Âu Á. Bạn biết gì về loài rái cá này không? Rái cá Âu Á có tên gọi khác là Lutra Lutra, còn được gọi là rái cá châu Âu, rái cá sông Âu Á, rái cá thường hay rái cá tiền sử, là loài thú bản địa sống lưỡng cư từ thời nguyên thủy ở khu vực Âu Á. Hầu hết các thành viên trong gia tộc rái cá được phân bố khắp nơi thuộc gia đình họ Chồn, được tìm thấy men theo những tuyến đường biển và dọc theo bờ biển châu Âu, nhiều nơi ở châu Á và có một số sống ở Bắc Phi. Rái cá Âu Á có chế độ ăn kiêng chủ yếu là cá và thích bảo vệ lãnh thổ.